Bên cạnh những màn tranh tài sôi nổi, quyết liệt, gay cấn, hấp dẫn của các đội tuyển quân sự tham gia Army Games 2020, có một phần thi được nhiều khán giả mong chờ, đó là liên hoan văn hóa các dân tộc, tình bạn không biên giới. Mới đây nhất thì đội tuyển văn hóa văn nghệ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi biểu diễn nghệ thuật, để lại ấn tượng sâu sắc tại cuộc thi năm nay. Tham gia liên hoan văn hóa các dân tộc, tình bạn không biên giới, có 10 đội đến từ Abkhazia, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Việt Nam, Myanmar, Kazakhstan, Serbia, Uzbekistan, Nam Sudan. Nếu Myanmar mang toàn bộ văn hóa truyền thống của đất nước lên sân khấu của liên hoan, mang những bài hát ca ngợi Tổ quốc đến với cuộc thi, thì đội tuyển văn hóa nghệ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam lại mang đến sen, hồn cốt tinh túy của dân tộc, hay yêu anh người lính quân hàm xanh lên sàn thi đấu. Tại cuộc thi này, đội tuyển Việt Nam là một trong số ít những đội tuyển được tham gia thi đầy đủ cả 3 thể loại hát, nhạc, múa với 7 tiết mục. Tất cả các tiết mục đều mang theo một thông điệp: Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển. Chủ đề đội tuyển văn hóa nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam mang đến Army Games phản ánh chủ trương đối ngoại quốc phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời mang tinh thần văn hóa quân sự Việt Nam sâu sắc. Vào chiều tối nay theo giờ địa phương, đội tuyển văn hóa văn nghệ sẽ bước vào phần thi múa và nhạc cụ. Theo ban tổ chức, kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào lễ bế mạc Army Games 2020.